Dạ, em xin phép chào các chú và anh chị nha. Dạ, hôm nay em sẽ bên em là chị gốm Nhật, gốm Nhật nha. Chị xin kính chào các chú và anh chị nha. Bên em là cái số điện thoại em niêm yết trên kênh chị 0935 nha chị, 245244 nha. Đó, và anh chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn trực tiếp lên cái số hoặc là qua điện thoại qua cái số này nha chị, 0935 nha, 245244 nha chị. Bây giờ em sẽ lên một cái bộ này là một cái bộ dĩa vàng ngũ sắc nha chị, dĩa vàng ngũ sắc. Dĩa vàng này thì nó lại là rất là đẹp nha chị, và hơi anh chị phía sau của dĩa này rất là ok luôn. Truyền ký đầy đủ nha chị, truyền ký thì đầy đủ luôn. Đường kính 22. Rồi cao là 3. Cao đường kính 22 nha chị, cao của dĩa là 3 nha. Đấy, cao của dĩa là 3. Rồi bộ này em bán cho anh chị là bộ dĩa này anh chị, bộ dĩa này em bán cho anh chị với giá là 600k bộ này nha chị, 600k bộ dĩa. 600k bộ dĩa này nha chị, chốt em mã G1. 600k 5 chiếc nha anh chị. 600k 5 chiếc G1 nha. Bộ này là họa tiết anh chị, họa tiết thì khỏi chơi rồi. Nguồn sắc nha anh chị, vừa là nam vừa là nguồn sắc ở trong này anh chị đó. Toàn bộ vẽ cọ mốt và tiết sâu nữa là rất là ok. Rồi bộ này 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 600k. Chốt anh em mã G1. 600k chị, mã G1 nha. Mã G1 600k. Chết ra rồi đó. Rồi em lên một cái này là một cái khay pha lê chị, một cái khay pha lê nha. Rồi. Một cái khay pha lê. Cây pha lê nha chị đó, rất là đặc sắc luôn. Này là mới nha chị, mới chưa qua sử dụng nha, mới chưa qua sử dụng. Đường kính là 30 nha chị, đường kính này 30 nha. Và cao của này là 3 nha chị, 30 cao của này là 3. Rồi cái khay pha lê em bán cho anh chị với giá là 300k nha. Pha lê nha anh chị, 300k cái khay. Chốt cho em mã G2 nha anh chị, mã G2. 300k. G2 nha anh chị đó. Quá xuất sắc đẹp nha chị, G2 300k. Rồi em lên tiếp một cái tô anh chị, tiếp một cái tô nha. Cái tô này là một cái hàng của anh chị, cái này là tô Hoja nha anh chị, là cái những cái hàng VIP nha anh chị. Hàng Hoja là những cái hàng VIP nha. Cái này là hơi hàng Hoja là hàng đỉnh điểm. Cứ bưng cái vỗ đó đi chỗ khác. Đường kính này là 21 nha anh chị. Cao là 9.5 nha. 21 cao là 9.5 cái chồng đó. Mấy cái đó khách chốt quá rồi anh. Rồi giờ lung tung của em có chỗ nào để em cứ để đặt rồi đó. Chị ở trên tầng là khách chưa chốt rồi. Đấy. Cái tô em giờ còn dưới đất trên cỡ. Còn đó là khách chốt hết. Dạ khách chốt hết mà em chưa gói kịp. Đường kính là 21 anh chị, cao là 10 nha. Đấy, cái tô này là rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi cái này em bán cho anh chị nó với giá là 120k cái tô này. Chốt cho em mã G3. 120k anh chị, mã G3 nha. Mã G3 120k, G3.
Rồi em lên một cái cặp này anh chị. Cái này là cặp, này là một cái cặp Elin nha anh chị, là hàng của nước Anh nha. Hàng của Anh nha anh chị. Hàng này hàng của Anh. Đấy. Anh lấy cặp đó đi, anh lấy cặp đó. Không. Anh, cặp đó thôi, giờ này thôi. Em mất anh 50k còn 30. Không không, được rồi, lấy được. Giờ hàng bên đó gì nó sậm lên cái hàng cũ. Cho mình đâu có được hàng mới rồi cho nó bóng. Bộ đó anh bớt anh 30, còn anh bớt anh 50 còn 30. Rồi, cái này vượt nó gì nó toàn là giá anh không. Cái nấc 5.000 nữa lên. Rồi em lên một cái này chị, bộ này nha. Cái này là một cái bộ em, bộ này bộ em liền nha chị. Đấy, nó là bộ em liền. Một dĩa trái cây anh chị, một dĩa trái cây. Và rất tiếc anh chị em báo luôn nha anh chị là cái này nó có cái hộp nha. Cái này truyện giống nhau mà cái hộp nó nhỏ quá anh chị, nãy giờ tới này nó rách hết luôn. Rồi em sẽ đỡ rời nha anh chị. Đó, một bộ của nó là combo của nó luôn. Và trái cây nha anh chị, viền là vàng ok nha. Còn chiếc này là nằm có hộp. Cái chiếc này nằm trong hộp nha anh chị. Đó, có truyện Alien nha anh chị. Hàng của nước Anh nha. Dĩa trái cây, quốc sắc luôn, đường kính là 22, cao của dĩa là 3.5, còn chiếc này là đường kính là 23, ngang là 12.5. Đó anh chị, có truyền ký đầy đủ nha, là một ký hiệu nha anh chị. Bộ này em bán cho anh chị là hai chiếc này là với giá 500k nha, hai chiếc này là 500k, 500k hai chiếc nha anh chị. Chốt cho em mã G4, 500k hai chiếc, mã G4. G4 nha anh chị, 500k hai chiếc mã G4. Cái này là có hộp nha anh chị, ký hiệu còn hộp luôn mà. Cái này thì tiếc quá, không mất cái hộp đó. Rồi em lên cái này anh chị, cũng là tô nha, hai cái tô hoa. Hai tô hoa nha anh chị. Tô hoa này là tô cành nha chị, tô cành rất là ok mà đẹp luôn. Tô cành trong này chị, nó là dòng tô này, cái này là Mikasa nha chị, là hàng của Nhật nha. Mikasa là hàng của Nhật anh chị. Đó. Nó chấm chấm ở trong này anh chị, nó chấm chấm li ti này, nhìn là nó giống men tiêu nha chị, mà nó là hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Tô này đường kính là 24.5 và cao của tô là 6. 24.5 nha anh chị, cao là 6 nha. Cao là 6. Cặp này bán cho anh chị là cặp tô anh chị, đẹp lắm luôn. Cặp này là 260k một cặp tô. 260k nha anh chị. 260k, chốt cho em mã G5. 260k mã G5. Đẹp lắm nha anh chị, đấy. Rất là đẹp luôn. Mà nó lại hoa mi anh chị. Bộ này là mới nha anh chị, mới luôn nha, chưa qua sử dụng mà còn hộp luôn. Mà về tới này thì những cái hộp nó bị nhão nha anh chị. Mikasa nha. G5. G5. Hai trăm rưỡi với ba trăm rưỡi là 600. Bây giờ tóm tắt anh mới đưa em 300 mà. Mất 300 à? Đưa thêm 300 nữa tiền thóc, bây giờ làm thóc là 200. Đúng rồi. Đúng rồi.
Rồi cái nếp thì anh đưa rồi. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là hộp nha. Nó là bình hộp, anh chị hộp này là hộp hộp nhựa nha anh chị, cái này là bình sứ nha. Cái này bình sứ. Bình sứ mà nắp nhựa nha anh chị, nắp nhựa nha. Sứ nắp nhựa anh chị. Bình sứ nắp nhựa nha. Và cái này có một cái màu hồng anh chị. Màu hồng và cái này là màu màu vàng. Đây là màu vàng nha chị. Và chiếc này là màu màu xanh nha. Đó anh chị, đó chiếc này là màu xanh, là ba chiếc nha chị, có ký hiệu luôn. Cái này là nằm trong hộp nha anh chị, đó hộp mới nha. Cái này là có hộp nha chị, có hộp nha. À, cái này là của hàng Nhật nha chị, của hàng Nhật nha. Có hộp luôn, ba cái này là nằm trong hộp nha chị. Rồi, cái này là đường kính là 17 nha anh chị, cao là 8.5. Đường kính 17 cao là 8.5 nha. Còn cái hộp nhỏ này đường kính là 11 cao là 5.5. Bộ này là anh chị, một cái này nó nặng lắm nha anh chị, nó dày mà nó nặng, rất là nặng nha, nó nặng. Bộ này em có 3 chiếc nha anh chị, đẹp lắm luôn. Trơn nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị là 100, cái này em bán cho anh chị là 180k bộ này nha. 180k bộ này. Đó 180k chốt giùm em. 180k chốt giùm em mã G. Mã G6 nha anh chị, 180k G6. Chưa chưa mà chưa thấy ok nè. Tao có đóng thùng lớn sai đâu đó. Có mấy món rồi nha. Có cái lộn không? Chết cha rồi. Có lộn hàng đó nha. Có lộn hàng á. Lộn lộn. Lộn hàng cô Dung ơi. Không có đó, để lại đi, để lại từ từ tụi nghe tính nha. Rồi em lên chiếc này nha chị. Dòng này là dòng mà à, có một một mớ thủy tinh hả? Mớ thủy tinh hả? Có hai cái chén trúc phải không? Ờ à, rồi. Nó làm cái đơn nó đình lại đi, từ từ đã, chút nữa nhắn tin nửa báo sao. Rồi nha chị, cái này là trong này là bằng thủy tinh nha chị, và cái này lớp lớp mây nha, lớp mây. Và có 5 cái dĩa nha anh chị, cái này là nói chung là bộ này không biết thì sao mà có 6 chiếc.
6 chiếc nha anh chị, và 5 cái xếp trà. 6 chiếc như thế này và 5 cái xếp trà. Để làm nó giống gì không biết nữa. Đây là sao? Chất này nha anh chị, đã chất này đó. Vì cái này vô chiếc rồi. Không biết làm được. Rồi, cái này là đường kính là 6.5 nha anh chị, cao là 5.5 nha. Xấu là cao 5.5. Bộ này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc nha. 5 chiếc như thế này. Đó. Rồi, bộ này em bán hết hộp này anh chị là 250k nha. Hết hộp này 250k. Mã ha, mã 250k mã G7 nha anh chị, 250k mã G7. G7 nha anh chị, 250k. Đấy, dĩa là 12 nha anh chị. Ly là 6.5 và cao của ly là 5. Còn cái chiếc này là nhỏ, cái 7.5. Rồi em bán cho anh chị cái bộ này là 250k. Bộ này 5 set, 5 dĩa, 5 ly. Có truyền nha anh chị. Hàng này là Noratike nè. Hàng này là hàng chuẩn Nhật nha anh chị. Hàng này là chuẩn hàng Nhật nha. Đó, ly cũng có truyện và dĩa cũng có truyện luôn nha anh chị. Ly cũng có truyện mà dĩa cũng có truyện luôn. Nó nằm trong cái hộp vậy em. Nói chung là có phải cái này nằm trong hộp hay không thì nói chung là giờ cái khui họ ra thì thấy nó nằm trong hộp là biết là của nó nằm trong hộp, chứ không biết có làm tác dụng gì thì đó không biết nha anh chị, không biết nha. 250k mã G7 nha anh chị, mã G7 nha. Rồi em đem cái này anh chị, cái này là bằng inox rồi. Cái này là bằng inox nha anh chị, inox, một cái cây inox nha. Cái này có mụn bị mốt nha anh chị, nói chung là nó bị một cái ỏ nha, bị mốt nha. Nói chung là cũng nhẹ, hai bên này là gỗ nha anh chị, hai bên tay cầm là gỗ. Bộ này em có 3 cái ly. Bộ này em có 3 chiếc ly. Ký hiệu cũng là Nhật luôn nha anh chị. Ký hiệu cũng là Nhật luôn. Thì cái này này, cái muỗng là chị họ muỗng không biết kiểu là sao chị. Đây 3 chiếc muỗng rồi. Ở dưới là màu này, ở trên là chị họ sẽ thử hết rồi nha, họ thử họ lấy vàng lấy bạc gì mà không có nè chị. Đấy, cái này là muỗng chiếc lá nha. Một cái này anh chị, một cái này với là 3 chiếc. Đấy, nói chung là một cái kỷ nha anh chị, một cái này với là 3 cái dĩa nè. Cái này là bằng kim loại nha anh chị, và chiếc này là dưới này là bằng thủy, bằng sứ chuẩn hàng Nhật. Và ở dưới này là có một cái quai cầm nha anh chị, có quai cầm nha. Đấy, miệng là 6 và cao là 7.5. Này em có 3 set nha anh chị, 3 set nè, 3 set 3 muỗng nha, 3 set 3 muỗng. Một cái cây đường kính là 23 và ngang là 10. Đường kính, xin lỗi, đường kính là 33, ngang là 21 nha anh chị, ngang là 21 nha. Bộ này là bộ này em bán hết cho anh chị, bộ này em bán cho anh chị là với giá là
Rồi bộ này bán hết cho anh chị, bộ này là 300 bộ này 320k nha. 320k bộ này nha anh chị, mã 320k mã G8. 320k chị mã G8 nha. G8 320. Có hộp nha anh chị, G8 320. G8 320. Chờ cái miếng này nó ngủ luôn. Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là một cái tô nha anh chị, một cái tô bự nha. Một cái tô bự rất là bự nha anh chị, rất là bự luôn. Tô này là xung quanh là viền vàng nha anh chị. Xung quanh là viền vàng nha. Đấy, xung quanh là viền vàng, họa tiết thì ở trong này anh chị, họa tiết thì nó rất là ok rồi nha. Trong này là có một cái cặp chim chỉ hay là anh chị đó. Tô này có vằn nha anh chị, tô này có vằn. Đây là có truyền ký nha anh chị, cái này tô này có truyền hóc, cái đó cho gọn vô đi. Có gì đó nè. Đây là có truyền ký đầy đủ nha anh chị đây. Mạnh nha anh chị, cái này là mạnh nha. Ở tô này mạnh là nói chung là trên 5kg mà dưới 10kg, khoảng 8kg, 9kg gì đó anh chị. Cái tô này khoảng 8, 9kg gì đó nha. Tô này đường kính là 43.5. Đường kính là 43.5 nha anh chị. Và cao của tô này là 15 nha. 43.5 cao của tô này là 15. Tô này em bán cho anh chị với giá là tô này em bán cho anh chị là 2 triệu tô này nha anh chị, 2 triệu tô này nha. G9 nha anh chị, G9 tô này em bán cho anh chị với giá là 2 triệu G9 nha. Này anh chị đó, nhìn kỹ nha, họa tiết là vẽ chim rồi vẽ hoa mẫu đơn và anh chị đó khoảnh nha anh chị. Sờ vào là cộm hết nha, có vành, tô này được cái vành dễ bê. 2 triệu nha chị, 2 triệu tô này nha. Chốt cho em mã G9. Rồi hai cái khay ngũ sắc anh chị, hai cái khay ngũ sắc nha. Cái mà quân giải nó cũng quanh mốt đó nha. Mốt á. Ở thêm gạch tông vô đi. Đường kính này là 10 nha anh chị. Và cao là 5 nha. 10 cao là 5. Rồi cái cặp này anh chị 10 cao là 5. Rồi cặp này em bán cho anh chị là 120k một cặp nha. 120k một cặp, chốt cho em mã G10 nha anh chị. 120k một cặp mã G10. Rồi em xin phép chào cô chú nha anh chị.